Đó có đi đâu xa về, muốn đi tìm để thưởng thức vài món ngon của Hà Nội cũ cũng không phải thật dễ dàng. Cuốn tôm chẳng hạn. May mà ở trong lòng ngôi chợ Hôm Đức Viên vẫn còn một hàng cuốn tôm của bà Mùi tóc bạc và cô con dâu trưởng. Vậy nhưng món cuốn tôm chợ Hôm này cũng đã khác nhiều với món cuốn tôm cổ truyền của Hà Nội cũ. Ngay bà cụ bán hàng cũng nhận thấy như vậy. Nhưng mà nếu làm đúng lối cổ, giá một chiếc cuốn tôm phải gấp đôi giá chiếc cuốn tôm làm hàng của mẹ con cụ hiện thời. May mà món cuốn tôm chợ Hôm vẫn còn giữ được chút hương vị giấm bỗng trưng là đặc trưng nổi trội nhất của món ăn này. Bây giờ đang là mùa đông, mùa rau diếp, rau mùi và hành láng đang lên, tươi ngon nhất và thơm tho nhất. Sinh thời bà cụ mẹ đẻ của nhà báo Nguyễn Thị Tịnh, một phụ nữ Hà Nội gốc nhà ở phố Hàng Gia, thường dạy các cô con gái yêu rằng nếu chẳng có rau mùi và hành củ láng thì đừng nói gì tới món cuốn tôm cho uổng lời. Giống hành láng, ngắn cây, nhỏ củ, nhưng thơm lừng. Chớ có tham thứ hành dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, thì chỉ được cái tốt mã, nhưng hôi xì hôi xịt. Nổi vị nhất trong món cuốn như thế đương nhiên là vị rau mùi. Nhưng thực ra, rau gia vị để làm món cuốn còn cần đến mấy thứ nữa. Tuy rau diếp xoăn nguồn gốc phương Tây có vị lạt hơn và độ giòn cũng kém hẳn rau diếp ngô của làng láng, song có còn hơn không? Thứ hai là rau răm và rau thơm láng. Mỗi miếng cuốn chỉ cần một ngọn thôi, chớ ham nhiều mà cay và nồng đấy. Song mà cái tâm điểm tạo nên hương vị món cuốn tôm thịt của Hà Nội vẫn chính là một thìa nhỏ giấm bỗng rượu trưng mật. Thứ giấm bỗng rượu nếp cái hoa vàng thật ngon, nổi vị chua dịu của đường cát và rượu trắng tinh chất đã ủ vừa độ. Đem cái giấm bỗng để nguyên cả hạt bã rượu ấy chưng lên với hành khô phi thơm cùng một chút mắm muối cho đậm đà. Sau rốt cho thêm vào một thìa to mật mía vàng hạng tốt nhất. Thịt để làm món cuốn thường là thịt dọi, nhưng phải là thứ dọi quế, tức thị là thứ thịt có đủ ba chỉ nạc dày dặn, mỡ trong bì mỏng. Miếng thịt liền nạc dẻo dính không long lở. Người Hà Nội không làm cuốn bằng bất cứ thứ thịt nào khác, dù là nạc vai, mông hay chân giò thủ lợn. Bún để làm trong món cuốn này đích thị phải là bún răng bừa, thứ bún vắt dài suốt chiều thúng trông như chiếc răng bừa ruộng ấy. Được thứ bún mạch tràng bên Đông Anh thì tuyệt. Bún mạch tràng làm bằng bột gạo xay, tuy hơi đen, song dai và giòn sợi. Người Hà Nội thì hay đặt bún răng bừa ở các bà hàng người làng Phú Đô. Tôm để làm món cuốn nhất hạng có thứ tôm Hồ Tây, vỏ đỏ rực, thịt săn chắc. Bỏ bớt phần vỏ cứng phía trên đầu, rang với chút mắm muối cho vừa miệng, chớ rang mặn quá mà mất vị ngon. Cũng chớ rang kỹ quá, ăn sẽ khô xác. Con tôm chính là chủ đề của miếng cuốn Hà Nội đấy. Bây giờ kiếm được một mẻ tôm đồng to con và tươi tắn như thế này thực không phải là dễ. Có nhà làm liều thay tôm đồng bằng tôm rảo thì vỏ cứng và hương thơm không bằng, tuy vị có đậm đà hơn. Mà quý khán giả có để ý cách buộc hành trong miếng cuốn của bà Tịnh không?
buộc thành hình chữ nhân, chéo đi một vòng. Như thế, miếng quấn sẽ chặt chẽ, các thứ nhân bên trong không rơi rụng. Khi bày, khi gấp, đều gọn gàng sạch sẽ. Thế mới là miếng quấn của đàn bà con gái Hà Nội đấy. Trông cái màu xanh non mướt mát của chúng, sau những bữa cỗ Tết ngấy đầy thịt mỡ, mới đẹp mắt và mát ruột làm sao. Nước chấm quấn thì cũng phải pha chua ngọt, giấm, ớt, tỏi, đường, xong cho nhạt hơn nước chấm bún nem, bún chả một chút. Hay nhất là có thêm chút hương vị cà cuống. Quấn là món ăn nguội, có thể dùng là thức đưa cay rất hợp khẩu cho cánh đàn ông, con trai trong những ngày chớm đông hay ra riêng. Cho tới bây giờ, nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ lệ làm món quấn tôm trong bữa cỗ hóa vàng mùng 5 hay mùng 7 Tết. Người Hà Nội thường ăn món quấn lạnh trước khi dùng món thang nóng. Bởi vậy các cụ thường gọi kép là một bữa thang quấn. Như thế cho không bị lạnh bụng. Và cái hương vị chủ đạo của cả hai món thang và quấn ấy không thể nào thay thế. Ấy chính là hương cà cuống. Một mùi thơm cay, kiêu kỳ và sang trọng, nhưng cũng rất đỗi dân dã, thân quen.